Donna Yogonta, Yuri, Donna E. Yogonta, Yuri, Rogan, Donna Yogonta, Malamaz, Malamaz, Zogonta, Homus, Homus, Zogonta, Rogan, Zogonta, Oklahoma, 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 Rogan, Zogonta, Malamaz, Homus, Donna E. Yuri, alo, chúng ta cùng đến với trận thi đấu bản lề đấu C đấu thứ 5 thôi. Đây là Hồng Anh, của bài Max C đến từ Hồng Anh, bên kia là Roman và Hitty. Bên đây là Max C đến từ cái thủ Hồng Anh, 3 voi sớm. Bãi quả đầu tiên là bãi quả 7 cây, rất đẹp. Bảy hiêu tương đối gần, đá về thì cũng được, nhưng 3 voi xử lý như thế nào đây? Ép đầu sẽ cần phải được thiết kế sớm nếu muốn có một bài Max C cân đôi. Đây là màn hình máy của em thủ Gunny, cầm Katha. Cân 0.5 thôi là đủ. Và bây giờ chúng ta cùng tiếp tục quay sang với Hồng Anh. Nhiều năm mà rất cần một bãi quả phụ nữa, đỡ mất tay. Đẩy hiêu rất khéo, một voi về trước và sau đó thì đẩy nốt đàn hiêu 5 về. Có xe giò, vị trí vừa rồi thêm một con voi nữa cũng đẹp. Bốn voi đi, cho nó rực rỡ. Rồi, e cũng đã được thiết kế. Cắm thêm một chút nữa hay không? Đứa con hiêu về rất sát so với nhà chính. Đây là BS đầu. S đầu cũng được thiết kế không quá muộn. Hồng Anh vẫn đang làm tốt với những gì mình đang có. Hiêu về đôi voi, à ba voi. Hai mươi mốt nông dân và đá nhà dân. Không dại gì mà đánh nhiều bài này. Bên kia Roman Hitty này bắt buộc Hồng Anh phải có một bài đột biến, đột biến với mặt lên đời. Đây rồi, bãi quả phù với thủ Hồng Anh ở đây. Như vậy là cửa bắt đầu sáng dần. Như vậy là theo thông tin báo về từ thủ Hồng Anh thì Gunny cũng đã ổn, đồ cũng đã đẹp. Và bây giờ thì không cần phải ăn thêm. Như vậy là thêm một voi nữa dành cho thủ Hồng Anh, tôi bảo mà, chỗ đấy 4 voi mà. Bài đồ đạc rất đẹp dành cho thủ Hồng Anh. Ép thêm một chút gỗ nữa đi. Chút gỗ nữa. Để lên xong đóng được hai nhà điều kiện. Đều tay đóng được hai nhà điều kiện. Phải lên xong thực có lẽ sẽ dồn lên đủ thôi. Rồi đã lên hai xong. Rồi, L và M. Rồi, đóng M. Như vậy, một bài 21 nông dân và cuối 9 dành cho em thủ Hồng Anh. Bãi vàng ở phía ngoài đẹp hơn. Sóc giò và sau đó thì ăn vàng. Chúng ta hãy cùng đảo qua Gunny một chút xem. Đây là Gunny, 25 dành cho Katha. Bên kia he he, Roman ép đời cũng rất khét và tiếp tục đến với Hồng Anh. Giò
Hy vọng sẽ gặp nhà đối phương ngày sau đây luôn. Sát thôi. Lựa dò của mình có lẽ là sớm hơn. Rồi ép như vậy là được rồi. Được rồi, như vậy là gặp nhà cầu thủ bộ 8 rồi, Hitty rồi. Rồi không cho bảo vệ. Tương đối khó chịu với con tệ Hit. 2L bắt đều. Một bài giàu và cái thủ của anh vẫn đang cố gắng. Đây là Gunny 26 chơi vào nhà của đối thủ Ehe cầm Roman. Lạc đà chơi vào vừa chém. Vẫn có lợi. Dân màu 6 đang đóng VE và chui vào đây. Có lẽ Gunny sẽ chơi ở chỗ này. Cả Hồng Anh nữa. Đây là hình máy của đối thủ Hồng Anh. Bóng giò Maxi rất rộng. Đây rồi. Dân của đối thủ màu 6, dân Roman. Bây giờ một chém thì đẩy sang phía bên kia. Hồng Anh vẫn đang rất nhiều tay. Đây là máy của thủ Gunny. Tám là tham mày lúc này đến từ cái thủ ngoài hở kìa. Dường như là hở. Đúng là hở thật. Vâng, chưa bánh xe. Vái gỗ cái thủ ngoài he chưa bánh xe. Bây giờ Hitty đã tụt được vào phía trong cái hốc này. Làm sao để ăn được Hitty. Rất nhiều đồng dân của cái thủ màu 6 đang lang thang. Không biết làm gì. Để chém Max là chém đuổi rất dài. Tách ra lùa cung giờ, lùa bằng chết cung giờ. Dân Max là loại dân không có bánh xe. Giá rất đều. Rất nhiều tay. Nghĩa là bãi quả phía trên nông dân đã hết hay chưa? Rồi vẫn chưa hết. Ổn. Bây giờ tiếp tục quay sang với Gunny. Cũng đã có lạc gà, chuẩn bị thi đấu. Hồng Anh tham lai 34. Cái hốc rất nhỏ phía trong đến từ cái thủ màu 8 cầm Hitty. Thì đây là QR của Hitty. Vậy QR đang 4-1 ngay từ đầu. Rất gian. Chém 4 dành đến thủ của anh. Hè đã chết rất nhiều dần rồi. Nhưng bây giờ thì Hitty tụt hốc. Đây là Gunny 23. Quanh ruộng ấm. Vàng đang dồn lên rất nhanh. Tách nông dân ra làm ruộng một chút. Rồi ổn rồi. Rồi xử lý xong con chén và bây giờ cứ quay trở lại với Hồng Anh. Hồng Anh đang vận dụng hết công lực để có thể chơi được vào nhà Hitty. Hitty bắt đầu đẩy QR ra phía ngoài. Giờ là chém 4 rồi nhưng QR Hitty thủ được cũng đông. Tương đối căng. Rồi đây rồi, Gunny cũng đã tới. Lao vào xúc. Không có E trong tình huống này. Thôi đáng tiếc. Bây giờ tiếp tục đến với Gunny tham lai 25 nở đều. E đã chết rất sớm. Rồi bây giờ đã chuyển về thế 2vs1. Đây là màn hình máy của thủ Gunny. Dồn tiếp theo. Cung giờ đúng là trên dốc và lớp rất khổ. Ông ấy có chuyển cung A hay không? Hay là có cái bài gì khác hay không? Vẫn đang 2L bắt đều. Đây là màn hình máy của cái thủ Gunny 21. Và rất khó chịu đến từ cái thủ Ehe. Bây giờ chuyển sang chế độ đào bán không rồi.
đây là Hồng Anh. Đấy, những con chém lọt ở phía trong. Hồng Anh cố gắng để có thể kéo giãn đội hình những con cung giờ của đối thủ. Đây rồi, lao vào. Cani cũng lao sang, băm vào. Đây là hình mấy thủ Cani thằng này 23. Và tiếp tục đến với Hồng Anh thằng này 37. Giải E tương đối khít. Lại bó bế lại một tơn và tích thêm người chém để có thể lao được vào nhà của đối thủ Van Lớp tơn sau. Bây giờ thì đến với màn hình máy thủ Gandhi, thằng này 25/32. Vẫn phải để 1-2 con lạc đà ở nhà để thủ nhà trước khi đến với những tơn công quyết định lùi về với em. Rồi, ổn. Bây giờ tiếp tục với Hồng Anh. Sẽ rất khó chịu trong tơn này. Tiếp tục phải e và đan chém vào trong, đan chém vào trong. Ba mươi bảy ở sau này cũng đành. Đây là màn hình máy của đối thủ Gandhi. Tiếp tục băm vào những con cung R của đối thủ Van Lớp. Và bây giờ thì Hồng Anh nữa. Đây là Hồng Anh 40, băm vào, gỡ chém, chém 4. Đã phải lùi ra một tơn, gỡ chém đang hơi mất hơi nhiều máu. Chém 2L đều. Và tiếp tục đến với Gandhi, thằng lại 3-1, đã ngang phèo với lại cái thủ của anh. Vài quây ruộng và he đã chết. Nhưng quan trọng là hãy đề phòng một tơn phản công nhanh đến từ cái thủ của anh em. Hồng Anh 39 bắt rất đều những con ngựa chém của Maxi. Đây là Gandhi này 33, rất đông những con lạc đà chém 4 đến từ cái thủ Gandhi. Đi đường khác, Hồng Anh đi một đường, Gandhi đi một đường. Đây là Hồng Anh vẫn chưa thể ken. Và đây là Gandhi 35. Mỗi người đều tham lại 3 xịt. Hồng Anh chuẩn bị lên 4 xịt. Ôi hở đây, hở đây, hở đây. Ôi huyết mạch, huyết mạch, huyết mạch, huyết mạch. Lọt rồi nha. Hồng Anh lọt rồi nha, chết rồi đấy. Quy chặt, quy chặt. Không nói nhiều. Vâng. Ăn dần thôi, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Rồi tiếp tục. Quá hay một tơn quá ảo đến từ cái thủ của anh. Cực kỳ bất lực. Rồi ăn được quá nhiều dân và sau đó thì lại rút ra. Rút ra, rút ra. Rồi lại tích một tơn nữa. Người ta hết lực rồi đấy, người ta chả có một tí lực gì luôn. Không có một tí lực gì thi đấu luôn. Và đây màn hình máy của thủ Gandhi. Tham lai 39, lạc đà chém 4. Hết dân rồi, 8 hết dân rồi. 6 cũng yếu. Đây, vẫn còn ít dân bãi gỗ. Chỗ này nữa là hết đấy, chỗ này nữa là hết sạch. Phay, 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 phay. Bắp vào phay. Đấy, một tuần dốc thôi. Đây là Hồng Anh 80. Đây là Gandhi 40. Tụ lại một tơn nữa. 6 không còn gì đâu. Một tơn mà đủ Hồng Anh đã lao vào ăn hết dần và giờ Gandhi tự lựa thế thôi, lựa thế, lựa thế. Rồi, kìa kìa. Đào 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 cái đã. Giãn ra, đúng rồi. Vào, e đi, e đi. Không, không có e. Hồng Anh đâu? Đây là Hồng Anh. Được, được, vã vã. Quá hay, quá hay. Rồi, phải e đi. Gandhi sẽ người lao vào trong. E rất khó chịu. Không ảnh hưởng nhiều, không ảnh hưởng nhiều. Và tiếp tục đến với Gandhi.
lại tiếp tục lọt vào phía trong. 38 đến từ đối thủ Randy, quá khỏe trong một vài Katha chém, siêu siêu khỏe. Và lớp resize hay quá, một trận đánh quá hay đến từ cái thủ Gunny và cái thủ Hồng Anh, huyết mạnh đến từ Hồng Anh và kết liễu là cái thủ Gunny. Tỷ số là 2-1 và chúng ta cũng chuẩn bị đến với trận thi đấu tiếp theo ngay sau đây.